Và hoàn toàn các bạn dùng công nghệ này thay đổi áp dụng với ảnh nền, thay đổi nền luôn này. Zip này chấm xdrao, xdrao image này bằng image image location. Các em có thử cái image location và các em nhìn này, lúc này dùng dạng kiểu khác này. Ở phần visual box có thuộc tính là image location dùng rất là tiện này, còn cái form không có thuộc tính image location này thì chúng ta sẽ dùng zip xdrao này. Muốn lấy ảnh từ một file thế phải các dùng cái file là image này, dùng cái nước image này chấm from file, nơi chúng ta truyền vào cái đường dẫn ảnh là OFD này, image này chấm file name đó. Chưa bé quá. Chạy thử nhá. Đi xe gài. Đấy, giờ các em thay hai cái ảnh này. Đây. Và thậm chí các em thể là cho nó lệch nhau. Đoạn đầu tiên là cái background image này bằng cái image ở cái của cái picture box này, còn cái picture box này ảnh mới bằng cách này zip chấm background image này bằng click demo chấm image này. Rồi sau đó là cái click demo image thì bằng cái file name này. Anh thấy không, nó đổi nhau này, đổi ảnh khác này. Chọn 2013 này, ta thấy chưa? Cái ảnh nền này chúng ta chọn cho cái gì để nó cho nó thấy này? Các em thay đổi chủ tính ở cái ảnh nền, chọn sang background này, background image layout chúng ta chỉnh cho nó là check. Gắn nó so nghe nhau thôi mà. Còn cái câu bên này này, image.from file là cái nó sẽ trả về một cái ảnh từ một cái đường dẫn file. Bây giờ chúng ta lại chuyển sang cái hộp thoại khác. Đang cho form home chạy tiếp đi. Vào program CSS này, đóng cái form và chạy vào. Form home chạy đi. Đấy, khi chúng ta gõ xong này, muốn lưu trữ lại đúng không? Thì chúng ta cần phải một cái là server. Để dùng lưu được file, sẽ có một hộp thoại tên là server Linux. Các em kéo ra. Tắt bớt cái kia đi. Đây. Ở dưới cùng có cái server file Linux, các em kéo ra này. Tương tự như cái phần ở phần open file Linux, cái hộp thoại này cũng có cái thuộc tính là filter để cho phép chúng ta lưu những đuôi gì. Đây, filter file này. Ví dụ các em lưu được file text đúng không? Text file này. Thì là dược thứ này. Sao.txt. Đặt tên cho nó. Viết tắt chữ cái đầu tiên nhé, save file cho nó là SSD này, SSD này, save file cho nó, demo. Đặt filter cho nó file text thôi. Text file sao.txt. Và sau đó này, khi kích vào cái nút server, các em gọi hộp thoại này ra, kích nút vào cái code như trong open ấy.
Tôi cũng kiểm tra là có ok không. Tiếp này, server file denote tên là fd này, mô này, tấn cho denote này. Bằng denote thì sun, tấn ok. Khi cũng giống hệ những phần open những kem đấy trên file. Bằng fd này, tấn file name. Đây, đây hai phần là giống nhau chưa? Đây cũng file name này, ở giữa hai name. Chỉ khác cái một cái để mở cái để new thôi. Ở phần trên khi đọc file này, chúng ta dùng một cái luồng đọc đó là stream reader này. Thế còn khi new file, chúng ta dùng một cái tương tự nhưng phải là reader mà là writer. Đây các em viết này, stream writer. Có thể viết tắt là SDKM này, bằng new này, stream writer này. Lúc này cũng giống như cái phần mở, chúng ta truyền cho nó một đường dẫn để new vào. Đấy. Tuy nhiên, khi mà new file các em để ý là có thể cái file này đã trùng sẵn. Khi new file trùng sẵn thì chương trình hay cả Windows nó hay báo cái gì cái? Kubernetes có thay thế không đúng không? Trường này chúng ta cũng có cái câu thông báo thay thế nên nó cung cấp sẵn này. Và tuy nhiên cũng cùng với đấy có cái cách để ghi là như cái trong cái file tồn tại sẵn 10 dòng rồi. Vậy thì khi ghi thêm 10 dòng khác hay là ghi thêm 2-3 dòng mới, chúng ta có xóa hay là để các dòng đấy đúng không? Thì sẽ có cái thuộc tính để hay không, chính là append là gắn kèm hay không. Các em ghi đường đầu tiên, tham số tên là đường dẫn mới ghi này. Đây là chính là file name này. Cái tham số thứ hai là bool append là cho phép là file ghi được đính kèm. Thì ghi tiếp vào hay có sẵn này. Nhưng người khác viết một nửa trang giấy là mình viết tiếp vào đấy hay là mình xóa hết để viết lại. Đấy, trường hợp nếu các em cho bằng true, có cái chúng ta viết tiếp vào. Còn nếu các em để bằng false, có nghĩa người ta viết thì mình tải xóa hết và viết lại từ đầu. Hiểu chưa? Đấy, mình viết tiếp vào này, bằng true. Còn xóa các em, nếu mà xóa để bằng false thôi. Sau đó để đi lấy nội dung, các em cần là lấy tên của cái đồng tin này. Chấm rai không? Ở kia là read, đây là đồng rai. Và tương tự rai có cả cái rai này, cần viết trong xuống dòng này. Mình viết xuống dòng trước nhé. Đồng tin này. Vừa lấy ở file này. Ghi làm tiếp theo nội dung của file text đó là chấm dài này này. Ở cái người mình gõ bên trên soạn thảo đó là cái control gì cái? Đúng rồi, gõ này. Có phải là checkbox đúng không? Checkbox em gõ g t t con trai này. Chấm text này. Xóa hết khoảng trắng hai đầu này, chấm chim này. Và cũng như phần kia, khi ta không thao tác file thì đóng file nào sdk.conf. Đấy, hai thuật thoại cơ bản chúng ta xong rồi này. Tiếp theo đó là cái phần chọn phông chữ. Các em thấy kích vào phông nó ra các phông khác nhau này để mình chọn. Tương tự cái phần mở và ghi file. Các em vào cái denote này, kéo cái phông denote ra. Đấy. Các em đọc là ngắn gọn là fd này, fd demo này, font demo này. Các em kéo font denote được chưa? Đấy, xong đặt tên là fd demo thôi. Rồi, lúc này vào cái chỗ format này, các em thêm cho nó cái font của em là thôi này thôi. Cho thêm này. Đấy, khi đúp vào chỗ font này, giống hệt cái phần trên như nó lúc đầu rồi. Muốn hiển thị cái hộp thoại chúng ta phải lấy tên hộp thoại này. Ở tên hộp thoại là fd demo này, hiển thị là dùng sau cái nốt này. Đấy, dùng chung hết các hộp thoại. Đấy, giờ các em sẽ thử format, kích vào phong này để hiển thị lên các phong này. Đấy chưa? Đấy, phong đây là kiểu phong chữ này, kiểu phong chữ này, kích thước này. À, vấn đề là mình chọn trong này thì các chữ ở bên dưới là phải thay đổi theo cái phông mình chọn đúng không? Để nó như thế này, cái phông chữ quan trọng nhất là chúng ta quan tâm đến cái gì kia? Hộp thoại về mở ghi file, quan tâm đến file này, phông chữ quan tâm đấy là cái gì? Có tên file đúng không? Không liên quan đúng không? Thì lúc này các em sẽ kiểm tra xem nó phông chữ như nào bằng cách if này, bằng denote sun, ok.
Lúc này chúng ta thay đổi cái phông chữ cùng lúc mình soạn thảo. Soạn thảo đây là list textbox này, rtxt content này, chấm font. Các nhìn thấy này, chấm phông chữ này của cái list textbox của soạn thảo này. Bằng cái phông người ta chọn, bằng cách gọi cái hộp thoại gọi là fd demo này, cái hộp thoại phông chữ chấm phông chữ, đây chấm phông. Thế là xong. Tức là gắn, người ta chọn cái gì mình gắn lại cái cửa bác vào đây. Một dòng nữa. Gõ thử bất kỳ này. Kiểm tra. Kiểm tra phông chữ nhé. Đầu tiên chữ rất bé, bây giờ chọn là phông chữ này. Kích thước to lên, cho khoảng 48 lên. Rồi các em thấy chữ to hơn này. Đấy. Và kiểu chữ là chữ thương nghiêng, chúng ta chọn thêm một cái nghiêng này. Chữ nào đẹp đẹp từ sang nhỉ. Đây, chữ thế này này. Đấy, và các em thấy nó khác không? Đấy, chọn nhìn ra cái đấy. Như vấn đề là mình bôi đen một cái này này. Chọn. Kiểm tra. Thì toàn bộ thay đổi theo chứ phải cái mũi đen đúng không? Và câu hỏi đặt ra là làm sao bôi đen cái nào thì thay đổi cái đấy. Lúc đấy các em nhớ một cái thủ tính lựa chọn. Cái bôi đen người ta gọi là selection này. Giờ các em phải thay đổi cho đây thôi. Này. Tạo một cái menu mới đi cho đằng nào áp dụng nó dễ. Đây là selection form này. Selection form. Tức là cái phần lựa chọn này. Kích vào đây mình thay đổi phần lựa chọn nó, các em kích nút vào. Copy phần bên trên này xuống này, để hai phần giống hệt nhau. Đấy. Nhưng khác ở đâu các em? Ở đây khi mà chấm font này thì toàn bộ font chữ của list textbox thay đổi này. Thế còn các em muốn bôi đen ở phần nào thì thay đổi phần đấy, các em không phải dùng font nữa mà dùng selection. Selection font. Selection này có nghĩa là cái người ta lựa chọn cái bôi đen của selection. Bên cạnh đấy có selection color này, tức là cái màu cho cái chữ lựa chọn bằng cái font trên là được. Đây. Này chưa có gì gõ vài chữ nữa. Có gì khó nhỉ. Tham gia mình internet nhỉ. Đấy. Và giờ ta chỉ cần bôi đen ở giữa này. Thay cái khoảng trống này. Cho cái chữ to nhất bài 2 này. Đấy các em thấy không? Nó thay đổi cái phần mình chọn thôi. Cũng như là trước nữa. Thế là session form. Các chỉ cần gắn dòng thôi, t.session form bằng cái form chọn được. Trong cái hộp thoại form này, còn một cái lựa chọn nữa. Các em kích vào thuộc tính của nó này. Có chữ S này. Các em nhìn thấy chữ sâu canner, chúng ta nó đang hình mặt khô, các em chỉnh bằng chu này. Khi chỉnh chu này, lúc chọn hộp thoại nó sẽ thêm phần xuất hiện màu. Đấy. Đây màu này bình thường không có, chọn nó thêm cái màu đây cho ta chọn màu. Đấy. Nhưng các đừng tưởng là chọn màu xong rồi chữ dưới nó thay đổi nhé, không phải đâu. Muốn cái chữ là dưới màu thay đổi theo cái màu được chọn, ta phải gắn lại cái chữ cho nó. Đấy, chữ chọn là màu xanh hoặc vàng này, chọn xong chữ thay đổi màu chữ thay đổi dưới, chúng ta phải gắn lại này. Các em vào cái cốt sửa một chút. Muốn thay đổi màu này thì chỗ này các em đấy là tên của list textbox này, màu là màu chữ là gì các em? Màu chữ thuộc tính là gì? Canner hay là gì? Đấy các em gõ canner sẽ ra gợi ý này, back canner này, for canner này, thì đâu là màu chữ? Back canner màu chữ à? Cái màu chữ là gì? For canner đấy, có loại trừ đó thôi. Bằng fd demo này chấm canner đấy, và cái này cũng là thay đổi tất cả các màu của cái list textbox đấy, không phải tức là có cái đây có hình chữ thay đổi hết này. Bên dưới này nếu như các em muốn thay đổi cái được chọn thôi đấy. Lúc này là selection gì các em? Trước là selection font là cái bôi đen màu của cái bôi đen à, chỉ ở chữ bôi đen. Bây giờ muốn cái phần mà màu của phần bôi đen ta dùng cái gì, dùng selection gì nhỉ? Tương tự đấy, selection canner đấy, các em phải suy ra thì học được nhiều, khi học theo kiểu vẹt phải suy diễn chút biến đổi nữa thì từ một cái này các em suy được cái khác. Sẽ bằng cái kia giống vậy thôi, fd demo chấm canner đấy, thêm hai dòng này là chạy thử qua.
À. À. Đầu tiên thay đổi màu hết này. Ui đây là không biết cần format chọn font này. Chúng ta cho hết thành màu xanh. Chọn cái chữ có gì nhất. Chữ đẹp này. Cho chữ 48 này. Đấy. Kiểm tra màu sắc với chữ nghiêng đẹp không? Chúng ta muốn một dòng thứ hai nó to hơn cho các dòng cam mà màu cam. Các em chọn vào phần selection này. Bài 2 này. Màu chữ blue nó cho màu đỏ đi cho nó rực rỡ. Đấy, các em thấy khác không? Thay được cả màu chữ. Đấy. Rất đơn giản thôi. Các em để ý xem đây có bao nhiêu màu nhé. Khi chọn màu lên rồi này thì chúng ta có là đôi 4, 6, 8, 10 khoảng mấy chục cái thôi đúng không? Rất là ít. Đôi khi chúng ta lại cần thêm những cái màu dạng màu hòa hợp như sự yêu của cái màu tổng hợp ấy, có rất nhiều người thích dùng đúng không? Trang nó chữ màu nó đống đống khác nhau. Để làm đấy này thì cái hộp thoại ở font nó không có cái phần cho ta chọn nhiều màu khác nhau. Lúc này chúng ta dùng một hộp thoại khác, đó chính là Canadino. Để các em mở lên giao diện này. Và một viên nó này có một Canadino để kéo cái Canadino. Cái này chuyên để chúng ta chọn màu, vì thế là có thể chọn màu cơ bản này, các màu phức tạp đều có hết. Xem kéo Canadino ra. Đây là CD đi, CD này, CD demo này. À, tỉnh quang ở bạc. À, lúc này thêm một cái là xem chọn là Canon này. Bên dưới là CNET cùng Canon này. Tức là chọn màu cho cả cái đấy, hay cho back color nhé. Anh kia là đấy quá. Chỗ này các em chỉnh back color đi. Là chọn màu nền cho cái cho cái thích thích bóc này. Còn một dưới là các em chọn to color này. Có thể chọn màu cái này là chúng ta chọn tất cả nhé. Còn nếu các em muốn chọn xây nhất phần to color này. Tức là lựa chọn để chọn chỉ ta để chỉnh những cái màu bôi đen thôi, còn chỉnh toàn bộ màu này. Đây là chỉnh màu nền này. Kéo Canadino ra. Dùng chung nhau hết thôi mà. Đầu tiên là chỉnh màu nền, các em kích dụng back color. Giống hệt như cái form đến nó hay open server nó hợp thoại dùng chung nhau hết. Theo một cái kiểu mô típ. Đây, hiển thị là dùng CD đúng không? Demo là cái Canadino này, chấm sau đến nó. Các em thấy cái nào của cái này giống hệt nhau, chỉ thay mỗi tên thôi. Bằng đến nó đi săn, chấm OK. Cái này thay đổi màu nền này. Vì thế màu nền chúng ta sẽ gắn lại bằng cách là không phải zip mà chỉ zip cái bao thôi. RTT content chấm back color. Hộp thoại màu tên hộp thoại là CD demo. Tên là cái Canon là tên là CD demo chấm color. Đấy. Thì khi đó toàn bộ màu nền sẽ thay đổi theo cái mình chọn. Đấy các em xem này. Đây back color là chọn màu nền này. Đấy ván này các em nhìn thấy có định nghĩa này. Thôi những màu cơ bản là có sẵn này. Nó còn ra các màu hỗn hợp đây nữa. Các em nhìn RGB này, red green mới đủ hết. Được chọn cái màu đây xem này. Ấn OK này. Thế các em thấy màu nền thay đổi. Chúng ta chọn màu nền này. Màu chữ này, đấy màu hồng, màu tím, màu mơ gì đấy. Màu xanh. Chưa đủ có thể chọn màu đấy. Đấy. Các em thử luôn này. Back color này, for color này. Cái for color chúng ta chọn màu chữ này cho cả cái phần soạn thảo, còn section for color chúng ta chỉ chọn cái phần bôi đen thôi. Các em hiểu cái này chưa? Như hồi nó gõ như phần trên thôi. Từ giao diện này for color chúng ta gắn lại là tích tích bằng rt content chấm for color này thì bằng quên phải kiểm tra nó ok không đó. Copy phần trên này. Đấy, theo kiểm tra này, nếu như mà cái ok thì sẽ cho là chấm for color này bằng cd demo chấm color để gắn lại cái màu của toàn bộ cái chỗ phần soạn thảo. Giống như cái phần form này, điều khác cái chúng ta dùng cái form mà dùng cái cd demo thôi, có gì khác đâu. Đấy, tương tự các em muốn chỉ chọn cái màu người ta bôi đen thì khi đút vào selection này, sau đó paste phần trên kiểm tra là cd demo chấm solidino bằng điều sau ok này. Thì chúng ta chỉ gắn lại cái selection này, color này bằng color demo xin được chống color. Em sẽ thử nhé. Copy.
dụ session là Cambodia này, session color này, cho màu tím này, chọn màu nền này, back color này, cho màu xanh này. Đấy, chọn tất cả màu này, các em chọn vào font color đỏ vàng vàng năm chúng ta màu vàng chóe này. Đấy, thấy chưa, chọn phông chữ này, bài 2 này, chọn màu, chọn font color. Được. Nếu như mà các em muốn khi chạy xong chúng ta tổng mặt chữ này khi để tắt đi, mình có thông báo hỏi là người ta có lưu file hay không, đúng không, thì chúng ta sẽ cài nó vào cái sự kiện gọi là form khi đóng, trước khi đóng là form closing. Đây, từ giao diện các em chọn ra form này, sau đó chuyển sang event này, tìm cái sự kiện form lên, nó là chữ F đầu tiên. Các em xem đây, form có là đã đóng này, form closing là bắt trước khi đóng này, đây giải thích này, control này, trước khi the form has been closed section the completion này, đóng vào. Cho cái này các em hiển thị cái hộp thoại thôi, để thông báo này, if này, message box này, chấm sâu này. Đấy, các bạn có lưu file hay không? Có lưu file này, đúng không? Đấy, đây là thông báo này. Số này là message box button chấm biết đâu chỗ này hiểu phát hay không nhỉ, mà message box icon này chấm question hỏi vào đi nó viết xong chấm biết này. Đấy, nếu như người ta có new file, lúc này các em gọi cái phần new file bên trên, new file các em có chưa, có rồi đúng không? Bây giờ các em viết cái đấy thành một cái hàm riêng đi, vào đây viết này, void này, server file. Đấy, các em tạo một hàm trống này, sau đó cái code đó là new file server 2 đúng không, các em cắt hết ra bôi đen này, các em nhìn thế nào này, Ctrl X cắt này, các em gọi hàm server file đây. Đấy, và chỗ này chúng ta paste cái code của cắt vào Ctrl V ở đây, ok chưa, và cái chỗ đến chỗ mà form closing chúng ta gọi hàm đây server file. Đấy, được chưa, ok chưa em, đây này, cái code này cho các em viết tạo ra một cái phương thức server file cắt chuyển lên trên này thôi, xong. Thế còn cái chỗ server tool các em gọi cái công thức server file, đến lúc mà người ta tắt form đi các em gọi server file. Đây, em giải thử nhé, kiểm tra này, tắt form trước khi đi. Đây, cắt được ít này, các em thấy này, bạn có lưu file không này, nếu biết này nó hiển thị một phạm vừa mới lưu save này. Đấy, lúc này form nó tắt xong này, và chúng ta kiểm tra trên desktop. Đây, vừa mới new này, thấy chưa, thông tin file, để lấy file kiểm tra form tắt.